Ok, chân mày nè. Và chân mày rồi mọi người. Và ngày hôm nay Quỳnh Hoa cảm thấy rất là vui khi mà được giới thiệu với các bạn một nhân vật có thể nói là một beauty vlogger cực kỳ đình đám và nổi tiếng, đó chính là chị. Hello mọi người, mình là Linh đây. Subscribe, share this video. Hey. Các bạn ơi, tôi không biết là anh này là được chị Linh Trương hả dụ dỗ cái gì mà sao mình nhiệt tình với chị. Gặp nhiều quá rồi, lâu lâu gặp lại nên mừng vậy đó. Thank you. Đây là các bạn bên brand và agency. Môi. Để mọi người biết đây là chị khủng lắm. Ok. No. Em mở được. Xin chào mọi người, nãy giờ sau khi mà livestream xong thì Linh có đi ăn các chị anh như mọi người thấy. Và bây giờ thì mình đã về đến nhà được cũng phải là một tiếng hơn rồi. Nãy giờ thì Linh ngồi gọi điện update với cả mẹ Linh ngoài Hà Nội. Tại vì đợt vừa rồi Linh không có bay ra ngoài Hà Nội khi mà Tết đó. Thế nên là mình vẫn giữ tinh thần mỗi tuần gọi điện update với cả mommy một chút. Bây giờ thì Linh sẽ đã thay đồ xong rồi. Mình muốn thay đồ một chút cho nó thoải mái hơn. Và mình sẽ đi gặp có hẹn với chị Vi chiều nay. Xong rồi thì nữa tối về làm việc tiếp thôi. Nhưng mà anyway, update cả mọi người xíu xíu. Thay đồ cho nó thoải mái, casual hơn một chút. Lúc nãy hơi lồng lợn lồng lợn. Ok, bây giờ Linh sẽ đi nhá. Không thì bà Vi chờ á. Bye bye. Trời điệu ấy ạ. Very ladylike. Mới đi date hả? Hay tối nay đi date? Đâu có đâu. Chị chủ yếu là mặc áo này là để đi ăn bánh với em. Mọi người, Linh đã về rồi đây. Lúc nãy trên đường về Linh muốn quay cái cảnh mặt trời kiểu siêu tròn siêu đỏ, nhưng mà đáng tiếc là cái hướng nhà Linh ấy nó không nhìn ra phía mặt trời lặn. Thế nên là Linh không thể quay được, nhưng mà anyway trời hôm nay rất là đẹp. Lúc nãy mình ngồi ở đấy, hai chị em mới tính tiền xong thì còn gặp chị Na nữa. Bởi vì văn phòng của chị Na thì đối diện luôn với cả cái quán Vagabond. Thế nên là cũng chít chát một chút trước khi đi về. Giờ này chắc anh Hải cũng sắp về rồi, Linh ra chuẩn bị cơm. May quá ngày hôm qua Linh nấu extra khá là nhiều, thế nên là hôm nay vẫn còn khá là nhiều đồ thừa, và nên là mình không cần phải nấu bữa tối ngày hôm nay mọi người ạ. Mà mình chạy hầu như là cả ngày hôm nay ngoài đường, thế nên là quá may khi mà có sẵn bữa tối. Không còn gì tuyệt vời hơn là về nhà không cần phải nấu gì, hâm nóng lại đồ thôi. Nhưng hôm qua nấu kiếp các thứ xong hơi mệt, thế nên là không có dọn ngay, nên là cái kết quả bây giờ đó chính là anyway, đó, ngày hôm nay của mình so far là như vậy. Cuối tuần này thì Ly và cả anh Dũng cũng sẽ vào nữa. Thế nên là Linh đang có rất là nhiều kỳ vọng vào tuần này, bởi vì lại gặp Ly lần nữa và lại có những cuộc ăn chơi vui. Thế nên là sẽ hẹn gặp lại mọi người khi mà có những gì vui vẻ hơn xuất hiện trong tuần này nhá. Thank you. Ôi, vừa mới nói xong anh Hải về. Bùi mì. Hello. Đúng lúc em đã quay. Anh Hải đi làm đây rồi mọi người. Hello. Vừa mới vóc đến đoạn mình sẽ bảo các bạn là tối nay sẽ nhờ anh Hải rửa bát hộ. A few minutes later. Đây là máy rửa bát hiệu HM chạy bằng cơm và tình yêu thương. Thì Linh mua ở trên shop và tên là JJ Mart. Shop đấy thì ngày tiếp theo người bạn mới ngồi bên cạnh Linh đó chính là chiếc máy lọc khí. Đây này mọi người, để cái đó. Thế là nó sẽ. Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì cả ngày Linh không có vlog gì cả, bởi vì ngày hôm nay thì Linh dành thời gian để quay video cùng Cảnh Như. Thế nên là mình đã tiếp xúc với các bạn cả ngày rồi và quên mất không xếp một cái góc để quay lại cho mọi người cảnh
mình đang quay video. Linh nghĩ cũng hơi thừa, nhưng mà anyway thì video ngày hôm nay mình quay là một cái video mà nói chung là tổng hợp những cái sản phẩm mà như kiểu đồ gia dụng rồi hơn một xíu home decor, nói chung là những cái sản phẩm mà mọi người sử dụng quanh nhà mà Linh đã sử dụng trong thời gian vừa rồi và khá là yêu thích. Thế nên là mong là trong khi mà cái video này lên rồi á, thì có thể là mọi người đã xem được video đấy ở đâu đấy trên này, còn không thì Linh sẽ insert đây, mọi người có thể xem lại nhá. Bây giờ thì Linh đã xong việc vào buổi tối và sẽ có một chút skincare night routine. Lâu lắm tôi không có update một chút skincare night routine cho mọi người. Các sản phẩm thì Linh test khá nhiều và tùy thuộc vào kiểu điều kiện da của Linh hiện tại hay là Linh cần gì với cả những cái gì mà Linh đang muốn test trước thì Linh sẽ sử dụng và switch cũng như là hoán đổi rotate trong cái chu trình skincare routine của mình. Thế nên là đây là một trong những cái update skincare routine mà khi mình đang cảm thấy là da cũng hơi stress out một xíu hoặc là muốn dưỡng cho da của mình nó ok hơn, sáng dạ hơn. Đợt này thì trộm vía không có quá là nhiều mụn, thế nên là mình không cần phải sử dụng những cái sản phẩm mà nó bị chuyên sâu quá về dưỡng da mụn ấy, mà sẽ chủ yếu hướng về dạng là chống lão hóa cũng như là làm sáng dạng da. Cái đầu tiên thì Linh sẽ dùng micellar water cùng với cả cái miếng bông mà mình rất là thích, đó là bông của Muji. Bông này thì nói chung là miếng nó rất là to, thế nên là nó có thể remove được make up khá là nhanh ở trên da của Linh. Một chút nước tẩy trang, Linh đang cố dùng nốt cái lọ Shuemura Ultime 8 Sublime Beauty. Linh đã từng review với cả mọi người trong cái video Best of Beauty 2020 rồi. Mình sẽ massage trên tay như thế này. Xong rồi massage lên trên mặt thôi, đặc biệt là vùng mắt. Ok, tiếp tới tối ngày hôm nay thì Linh sẽ sử dụng bạn Lancôme Clarific Refining Enzymatic Dual Essence. Nói chung là bạn này được quảng cáo như kiểu là nước thần dưỡng chất kép ấy mọi người. Và sau Linh nhớ là sau cái hôm đầu tiên mà Linh sử dụng ấy thì sáng ngày hôm sau Linh cảm thấy da rất là mềm. Nói chung là cái bạn này thì tác dụng chủ yếu của nó sẽ là giúp cho mọi người cung cấp thêm độ ẩm này, giúp cho da trở nên mịn màng hơn và thu nhỏ lỗ chân lông nữa. Và thực sự là Linh cũng cảm thấy là mấy ngày hôm nay Linh dùng liên tục cũng phải được tầm hơn một tuần rồi, nó có vẻ thu nhỏ lỗ chân lông của Linh thật, bởi vì lỗ chân lông của mình nó khá là to. Đổ ra tay luôn rồi mình massage rồi mình bôi lên trên mặt. Ok, tiếp theo tối nay thì Linh sẽ sử dụng bạn Vichy Lift Active Specialist Glycosine Night Peel Ampoule. Bạn này thì nó là một cái dạng ampoule để bọn mình dùng vào buổi tối thôi nhá, và nó sẽ hỗ trợ cho mọi người được kiểu giảm thâm nám này, giảm thâm mụn và giúp làm dưỡng sáng da vào ban đêm. Anyway thì thực ra nếu như mọi người xem cái vlog của đợt trước của Linh, tập trước, thì chắc là mọi người đã nhìn thấy Linh đã đi launching cái sản phẩm này rất là đông vui cùng các chị em rồi. Nhưng mà thực ra thì trước đấy Linh đã được brand gửi thử để dùng trước khi mà cái sản phẩm được launch cơ, thế nên là mình cũng đã có một thời gian testing và thử. Nói chung là Linh cảm thấy Linh không bị kích ứng khi mà dùng sản phẩm này, và Linh rất là thích cái bao bì của nó, bởi vì cái sản phẩm này nó được để trong cái hũ như thế này này, em hui như thế này, để cho nó giữ được cái hoạt chất có nồng độ cao cũng như là cái hiệu quả được lâu tốt hơn. Bạn này thì bình thường á, mọi người phải bẻ cái ống thủy tinh ra đúng không, nhưng mà đợt này khi mà launch thì actually là Vichy có làm thêm một cái dụng cụ như này để bọn mình có thể bấm và mở được cái hũ thủy tinh này một cách nhanh gọn nhẹ, để Linh cho mọi người xem nhá. Tách một phát này này, có nghĩa là mọi người đã mở ra được rồi đấy. Đó, ta da. Mặt của Linh thực ra khá là to, nhưng mà có những đôi lúc ấy mình dùng được 3 lần trong một cái ống hũ thủy tinh như này. Nói chung là tùy mọi người thôi, nhưng mà tốt nhất là nên dùng kiểu 2 lần thôi và bôi thêm ở dưới cổ nữa. Bình thường thì Linh cứ đổ ra trực tiếp. Thực ra nó có một cái ống nữa để bọn mình có thể cắm vào cho nó dễ, nhưng mà Linh cảm thấy là dốc ra như thế này thì nó nhanh hơn là mình cắm cái kia vào, thế nên là Linh hay dốc thẳng vào tay luôn, và sau đấy thì mọi người chỉ cần massage đều lên trên da thôi. Cái cấu tạo của nó ấy, dạng lỏng, và khi mà bôi lên á, thực ra nó hơi kiểu có độ ẩm nhẹ nha, nhưng mà nó không bị dính quá. Nói chung là trong này có độ ẩm nhất định rất là tốt, nhưng nếu là trong này có cả hyaluronic acid thì nên là lý giải vì sao là nó hơi có cảm giác ẩm mượt, hơi ẩm
bóp bóp này này, mình sẽ kiểu massage nhẹ, đập nhẹ này trong khoảng tầm 1-2 giây để sản phẩm nó thẩm thấu tốt hơn vào trong da của mình nữa. Cái ống quần thừa này thường Linh sẽ sử dụng một cái, nói chung một cái gì đấy để mình đậy nó vào, là cái ống mà người ta cho đi kèm á, đâu nhỉ? Đây này. Thực ra ống đấy Linh dùng để đậy nó vào thì Linh thấy nó tiện hơn. Xong rồi Linh đậy nó lên trên nắp này thôi để dành đến tối ngày mai dùng tiếp. Bạn này thì nó hoạt động với cả cơ chế là double peeling nhá mọi người. Sau này thì nó sẽ có 10% phức hợp glycolic acid nhá, có vitamin CG tự nhiên này và có cả nguồn hyaluronic acid tự nhiên trong này nữa. Và ngoài ra thì trong này cũng có cả nguồn nước khoáng núi lửa Vichy mà bọn mình đã biết được từ rất là lâu và rất là nổi tiếng rồi đúng không? Nói chung là cái sản phẩm này thì nó sẽ giúp cho bọn mình có thể kiểu như là lấy đi cái lớp tế bào chết ở trên da vào buổi tối và để lại cho mọi người một làn da nó mịn màng, xám mịn, thông thoáng, lỗ chân lông, cũng như là làm giảm mờ cái nếp thâm nám này, cũng như là thâm mụn và làm sáng da. Thì sau gần 1 tháng mình sử dụng á, thì về thâm nám, thực ra là Linh không có quá là nhiều thâm nám, thế nên là mình không có chắc được về cái phần này. Nhưng mà Linh nghĩ đây là một cái sản phẩm rất là hay, bởi vì Linh thấy có rất là nhiều bạn hay hỏi Linh là nên mua sản phẩm gì để trị thâm nám, bởi vì mọi người muốn mua tặng mẹ, thường là các mẹ tuổi lớn hơn nói chung, hoặc là các chị tầm 40 trở lên thì dễ bị những cái biểu hiện thâm nám nó rõ rệt hơn. Còn mình thì mình cũng take care skin care khá là tốt, thế nên hiện tại thì mình không có thâm nám, nhưng mà thâm mụn thì mình có này. Và sau một khoảng thời gian sử dụng thì mình thấy là những cái vết thâm mụn mới của mình á, đợt trước lên á, nó mờ đi khá là nhanh, và làn da của mình thì như mọi người thấy nó cũng khá là đồng đều, mặc dù là Linh cũng kiểu ăn ngủ cũng hơi xáo trộn, không phải lúc nào cũng đi ngủ sớm, thế nên là so far so good. Thực ra cái sản phẩm này này nó có một hộp nữa, trong nó y hệt packaging luôn, nhưng mà khác nhau nha mọi người. Cái này thì là cái peptide C anti-aging cũng của nhà Vichy, và cái này là glycosid. Bạn này thì có chứa 12% vitamin C cô đặc và hóa chất peptide, thế nên là mọi người đừng có nhầm với nhau nhá. Cái bạn glycosid này để làm sáng ra ban đêm á, thì mọi người sẽ thấy cái màu xanh nước biển đây này, còn cái này thì nó có màu đỏ. And anyway thì cả hai bạn này nó đều nằm trong những cái hũ ampoule như vậy, thế nên là nó sẽ giữ được cái hoạt chất của mình được sử dụng một cách tối đa và tối ưu nhất. Làm sáng và đồng đều màu da xong rồi thì tiếp tục Linh sẽ dùng cái serum khác để kiểu như là thiên về chống lão hóa da hơn, bởi vì đợt này thì không có cái vấn đề gì quá nhiều về mụn, thế nên là tối ngày hôm nay Linh sẽ dùng bạn Lancôme Advanced Benefit này. Bạn này thì Linh cũng đã review với cả mọi người trong video review serum tất tần tật lần trước rồi, với cả cũng có ở trong cái video Best of Beauty 2020, thế nên là Linh sẽ dùng một pump, sau đấy thì là massage tiếp được cho mệt. Good morning, Bumi. Hello. Sáng giờ dậy Linh tính ăn sáng, nhưng mà có một vài việc đột xuất, thế nên là ngồi làm cho đến tầm bây giờ cũng tầm 9 giờ rưỡi hơn rồi, thế nên là mình quyết định thôi dừng lại đã, đi ăn sáng đã, hơi đau bụng. Hôm nay thì đến mùa dấu dụng nên là sáng nay feel like shit man. Mà anyway, ngày hôm nay thì Linh không có lịch quay, nhưng mà mình có khá là nhiều lịch làm việc, với cả chiều cũng sẽ có một cái buổi họp online nữa, thế nên là sẽ xem như nào. Đợt này Linh đang rất là muốn đi
làm nail, làm mụn, nhuộm lại tóc mà chưa có thời gian nữa. Bây giờ thì đang đợi Thi qua làm việc để xem là sáng nay hoàn thành sớm được đến đâu. Cũng may là mình dậy sớm, với bình thường lúc khoảng tầm 7 giờ 7 rưỡi Linh dậy rồi, thế nên là mình cũng làm được khá khá, trả lời được một chút email cũng như công việc, thế nên là mong mà sẽ có một chút thời gian chạy qua để tiệm. Hello mọi người, hôm nay thì là ngày filming day của Linh. Linh hay gọi nó là filming day bởi vì những cái ngày này Linh sẽ dành phần lớn thời gian để quay các video mới. Thường thì sẽ là vào thứ 3 và thứ 5 bởi vì hai ngày đấy là hai ngày mà trợ lý của mình free, dành full time, không có lịch học, thế nên là có thể giúp mình quay được những cái video mà mình cần phải có người đứng đằng sau, cũng như là gọi là kiểu quan sát xem hình ảnh các thứ như nào để quay cho chắc chắn ấy. Những cái video nào mà mình tự quay được thì mình sẽ quay trong những ngày còn lại của mình mà không liên quan đến thứ 3 và thứ 5. Nhưng mà anyway thì hôm nay là filming day của Linh. Nhưng mà trước tiên thì ban sáng bao giờ hầu như là mình cũng sẽ phải dành thời gian để làm những công việc khác, bởi vì vẫn còn các business khác như là Dear Nails này hay là The Flow. Và hiện tại thì Linh đang phải ngồi chọn nốt những cái mẫu ảnh mà lần trước mình đi chụp studio với cả mẫu, rồi xong rồi gửi để team mình xem ok, approve, agree, xong rồi sẽ gửi cho bạn photographer để họ có thể chỉnh ảnh, retouch và sử dụng những tấm hình này để tiếp tục đến khâu mà đưa cho graphic design để tạo ra những cái banner, logo hay những cái post mà mình sẽ sử dụng cho cái bộ sưu tập summer 2021 sắp tới đây. Cứ sáng ra đến tối làm mãi vẫn chưa hết, thế nên là sáng nay mình phải rush một xíu. Hôm qua mình họp đến tận cũng gần hơn 5 giờ chiều mới xong, thế nên là ngồi làm việc rồi ngồi làm brief. Anyway, thực ra thì Linh cũng khá là enjoy khi mà mình bận bịu, nhưng mà đôi khi nhiều việc quá khiến mình kiểu ok, phải kiểu ok thở, hít thở một hơi thật dài, xong rồi làm được, finish, hoàn thành đến đâu thì làm. Nói chung là Linh thường là theo dạng như là làm chắc chắn, đến project nào thì xong cái đấy, mặc dù kể cả là mình có hơi trễ deadline một xíu. Các video mà Linh đã làm ra tiếng Anh bởi vì mình kiểu muốn, mình nghĩ là cũng sẽ có nhiều bạn nước ngoài đôi khi xem video của mình nhưng mà không có phụ đề tiếng Anh, họ không hiểu. Thường là các video kiểu make up hay là những video thường nhật, thế nên là team mình bây giờ đang cố update các video để có English sub. Hopefully là kênh của Linh sẽ reach được nhiều khán giả khác ở nước ngoài hơn. Anyway, tạm biệt nhé. Hôm nay quay video xong rồi đấy mọi người. Lúc nãy anh Hải ăn xong rồi đi tập golf luôn rồi, và Linh cũng đã có xong được một mẻ sữa đậu nành
khá là thơm ngon. Cái này mình làm để gửi cho bạn mình, bởi vì bạn Linh đã làm và gửi cho Linh một cái hộp bự thật là bự Greek yogurt. Thế nên là đổi lại mình cũng muốn làm cho bạn mình một cái hộp sữa đậu nành. Đây, hộp sữa Greek, hộp sữa chua Greek yogurt tôi đùng. Sáng mai Linh nghĩ chắc là Linh sẽ ăn Greek yogurt với cả gì nhở, hạt chia, chắc là mình phải ngâm qua đêm. Giờ mình đợi sữa nó nguội bớt rồi mình đổ vào, xong mình ship qua nhà bạn mình thôi. Tối nay ăn xong chắc tôi lại phải ngồi soạn footage và edit, tại vì mình có một cái vlog trước cái này mà mình chưa có edit. Thế nên là mình phải edit cùng editor của mình sẽ edit một cái video khác để lên cho nó đều. Thế là hôm nay sẽ thức một chút. Đó, tình hình so far là như vậy. Bây giờ Linh đói quá, Linh đi ăn. Bọn mình đang ở bên nhà Viễn để make up. Hello. Hello các bạn. Hello. Đây là Linh. What? Còn đây là Linh. Đây. Đây là Viễn. Yeah. Linh đã về sau livestream của buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay. Đây là outfit của Linh, có một bộ váy de fleur ở bên trong mà mình sẽ ra cho summer collection 2021 sắp tới. Xong rồi mình pair cùng với cả một cái áo khoác blazer của Zara cho nó kiểu lịch sự ấy, bởi vì hôm nay là mình livestream. Đấy, lúc nãy thì Linh vừa mới thả ly ở bên Rivergate cạnh nhà Linh, nhưng mà xong cuối cùng anh Dũng và Hải lại đi chơi đột xuất, trong khi là anh Dũng trước đấy đã hẹn đi chơi với Ly. Thế nên là Ly đang kiểu xì khói đi qua bên này chơi vì bị anh Dũng bỏ rơi và đi chơi với cả Hải. Hôm nào mà Linh có thời gian á thì Linh sẽ làm một cái video như kiểu hit and miss những cái đôi giày hàng hiệu mà mình đã từng mua. Nhưng mà bật mí trước thì hiện tại tới bây giờ Linh cảm thấy đây là một đôi nó quá là êm luôn. Từ nãy giờ Linh đi, Linh cảm thấy không khó chịu một chút nào cả. Và cái thiết kế của nó đúng là lúc mà mình nhìn trên mạng ấy, mình đã cảm thấy là ồ, có khi nào cuối cùng mình cũng đã tìm được một đôi giày hàng hiệu mà đi nó êm như vậy. Đó chính là một đôi Fendi. Livestream là Linh đi luôn đôi này. Cái đôi này thì nó có màu kiểu hồng rose gold nude rất chi là xinh, đúng kiểu hợp ý mình luôn. Linh bỏ lại vào hộp cho nó đẹp thôi, chứ mình đi lúc nãy rồi. Và cái điểm mà mình mua cái đôi giày này là bởi vì Linh vì đi event các thứ này nọ, sự kiện, nên đôi khi mình cũng cần phải sắm một vài cái đôi mà kiểu giày nó xinh xinh á. Nhưng mà đi thì thường là đi lâu sẽ bị đau chân. Thế nên là đôi này mình nhìn thấy quảng cáo là kiểu rất là êm ái cho chân. Và mình nhìn thấy chỗ này nó có cái phần phần mút á. Đó, và chỗ này thì nó kiểu như là dây nó dạng thun. Thế nên là nó sẽ rất là vừa vặn với cả chân mình. Và màu thì nó rất là xinh xắn. Cái đầu thì nó hơi nhẵn này, nhưng mà đi không hề bị kích chân, đau chân một xíu đâu cả. Linh là lần thứ N trong tháng này. Linh gọi gì đấy? Linh gọi lunch steak, of course. Steak à? Trời ơi, nay buổi trưa mà mày. Brunch is okay. Okay. Brunch, đang, Linh style. Đang đói.
Hải gọi burger. Đây là hệ thịt. Burger. Hệ thịt nha. Và nhà Ly. Nhà Ly thì gọi cái gì nhỉ? À, fish and chips. Ừ. Với cả poke. Và anh Dũng có áo gọi thêm một prawn. Anh lấy menu anh gọi thêm đi.